Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo. Tỷ số đó là 1-1 ở trận đấu thứ tư. Đây là màn hình máy của Yugi và Yugi cầm Maxe. Khá nhiều trận Maxe trong ngày hôm nay của Yugi rồi. Và Tiểu Bạch Long, Minh Hoan. Vâng, chúng ta cùng theo dõi màn hình máy của Tiểu Bạch Long. Trận trước là một trận đánh khá hợp lý của bên phía team Yugi cộng Thái Bình. Vâng, một trận đấu mà chiến thuật và lối đánh khá dễ khi mà hai đầu cánh đều chiến thắng. Tôm cầm Summer lại có thể công chết được nhà của, vâng, công trên cửa nhà của Tuti cầm Phô với sự trợ giúp của Yugi. Vâng, một thế bài mà bên phía Thái Bình sắp xếp khá đẹp. Hai cung tuyển nằm trong cánh, Hitty của Việt cũng cực khỏe. Vâng, nhà Minh Hoan bãi quả đầu hơi xấu. Thêm một heal, một voi. Như vậy là hai heal và một voi rồi. Chúng ta cùng chờ xem nhà của Tiểu Bạch Long có thêm những gì nữa. Không một tiếng game vì vậy mà chỉ có tiếng bình luận mà thôi. Chúng ta đang được theo dõi trận đấu trên kênh GTV3. Có lẽ là những buổi tường thuật ở ngoài như thế này, không phải trụ sở ở Game TV, thì kênh GTV3 sẽ được dùng để quay phát. Và lúc này thì con voi đầu tiên đang được Tiểu Bạch Long đưa về. Khá xa xôi, nền đất khá phẳng nhưng mà lại nhà này khá trống trải. Minoan không biết anh đánh chém đánh cung. Không biết Việt BM là người cầm quân gì. Chúng ta cùng chờ xem. Dường như có một seng bên phía Thái Bình giờ này rất hay có seng. Vâng, con voi nằm xuống. Cắt dân đi dò thôi. Vâng, như vậy Việt BM là người cầm seng ở trong cánh rất đẹp rồi. Maxe của Yugi điểm số đang cao, có lẽ đây là điểm số dò. Đây sẽ là chiếc MS để ăn heal của Tiểu Bạch Long. Bãi heal mới rất ít con. Vâng, 5 con và cộng với một voi ở khá gần với khu vực này. Vâng, một chiếc MS vừa ăn heal vừa ăn voi. Vâng, anh câu luôn voi về. Dân nhà chính ăn xong, được cắt ra. Tại sao không ăn con voi ở phía dưới? Vâng, đây có bãi quả. Chết dân. May mắn. Vâng, phải nói chạy dân rất khéo. Lại thêm một đôi voi nữa. Vâng, nhà Minoan trận này rất đẹp. Trận này nếu chiến thuật chuẩn thì là Minoan sẽ đánh 1L thủ phù cho nhà bên phía team Hà Nội, sau đó lên A. Đó sẽ là một bài chuẩn. Không chết dân, nhưng mà nông dân khá nhiều dân thương binh rồi. 25 dân. Anh dường như vẫn chưa ngừng xin dân. Có vẻ như Việt BM nhường bãi quả cho Tiểu Bạch Long. Chuẩn bị kích đời, không được sớm. Khi chỉ có một voi về nhà. Thêm một chiếc S nữa không? Không, đây là BB. Anh bo khá rộng. Bãi vàng, nếu như bãi vàng mà thụt trong nhà thì phải nói là siêu đẹp. Nhưng đây là bãi vàng hở ở phía bên ngoài. Nông dân đã được cắt dần ra để khai thác gỗ. Làm gì? Tiểu Long em đợi kiểu gì khi mà bốn nông dân lại đang chặt gỗ? Vâng, Dũng còn vẫn còn một bãi hiêu và một bãi quả. Anh có lẽ chỉ ép với ngần này đồ. Như vậy là còn rất nhiều lực sau khi lên đời để có thể ăn hoang, và lại là những bãi ăn hoang kín. Những bãi ăn hoang rất kín.
chứ không phải là những bãi ăn hoang ở phía bên ngoài và hở, chuẩn bị đóng nhà. Đây là nhà L, vâng, đánh đúng với chiến thuật một L và một phù, sau đó lên A sớm. Việt VM sẽ đẩy cung sang ra giữ nhà cho tuyển Bạch Long từ sớm luôn. Kích đời hơi muộn, đầu 11, 11 phút 11 giây. Vâng, ngựa giò của Tu Hoàng Mai Nhi đã tới. Quân gì? Vâng, cách chọc ngựa giò cực hay của game thủ Hoàng Mai Nhi. Tuyển Bạch Long cần phải bo kín được bãi vàng nếu như anh muốn sống sót. Vâng, ngựa giò pơ, công giáp đầy đủ luôn. Một L, một phù, lên A, hợp lý. Vâng, lại thêm một giò nữa, game thủ màu 4, từ bất tử. Bãi gỗ bo không. Không đủ gỗ để đóng G. Đang tập trung vào bo bế nhà cửa trước. Vâng, bãi vàng đã được bo kín. Có bị chọc xuyên không? Vâng, Persian khá phú, Tiểu Bạch Long đang chết dần những con nông dân của mình. Tham chỉ còn 2-3 mặc dù có nhiều đồ ăn hoang. Vâng, đang khá khó cho game thủ Tiểu Bạch Long lên đề 3 xong. Chưa đủ lực, vâng, chưa đủ thực để, bây giờ thì đủ rồi. Đủ thực để xin một con lạc đà, nhưng lạc đà của Hoàng Mai Nhi chảy 2L đều. Vâng, tham lai chỉ còn có 19. Bãi vàng sẽ bị công vào. Có đủ lực đóng phù không? Vâng, 2L đang được xin. Chém chết con giò trước, con giò còn rất ít máu khi phải thi đấu với nông dân của Tiểu Bạch Long. Vâng, có lẽ bãi quả sẽ bị phát hiện khi mà con ngựa giò và lạc đà đang chạy thẳng xuống góc 6 giờ để có lẽ tìm nhà trong cánh. Vâng, đã chạy tới bãi hiêu của Tiểu Bạch Long rồi. Đen cho Tiểu Bạch Long. Nông dân chưa để có bánh xe. Việt đã có cung chưa? Hai lạc đà khác thì đang công của bãi vàng của game thủ Tiểu Bạch Long. Sáu nông dân đang sửa nhà e. Chưa đủ gỗ đóng phù. Vâng, đủ rồi nhưng anh chưa có nông dân để đóng. Vâng, pơ chảy cực đều hai lạc đà. Tiểu Bạch Long đã có bánh xe chưa? Vâng, có bánh xe rồi. Tham chỉ còn là 18. Vâng, đây là Yugi. Yugi đang công rất mạnh mẽ. Dâng L, công mạnh mẽ ở trong cánh bên kia. Vâng, đó chính là nhà của ảo giác. Rất tin, Tuti cầm cung. Y đã chuẩn bị đâm vào. Bãi vàng đang khá kín. Không được rồi. Tứ bất tử đang công của bãi vàng của Yugi. Tham Yugi không hề to. Y trên đồng 2. Bãi gỗ lại đang bị màu 1 công vào. Đó chính là em bé. Vâng, đây là dây ăn hoang của Tứ Bất Tử. Vâng, nhà Y của Yugi đang bị bắn nổ. Y chiên đồng 2 rất khó khăn cho anh. Đủ lực nâng chiên đồng 3 chưa? Nếu đủ lực rồi sẽ rất hay. Nâng được cái chiên đồng 3, xây nhà Y ở chỗ mới. Đây là nhà của Linda. Vâng, bãi vàng Linda hở. Linda sẽ, vâng, nhưng có bánh xe rồi, chạy rất nhanh. Cực kỳ thính.
Vâng, những pha ngựa chém khá hay của game thủ Yugi. Anh đang làm cho Minoan của game thủ màu 1 sắp lên tức em bé. Vâng, đã lấy vợ tức em bé phế dần đều. Vâng, màu 2 đang rất to. Bên phía của Thái Bình có Seng nhưng mà Persian của Hoàng Mai Nhi trận này cân đôi. Vâng, cân tiền Bạch Long sau đó làm cực kỳ khó khăn cho Việt VM với một số lượng lạc đá rất trâu bò. Không hiểu sao Yugi trận này đâm bi không thành công, anh lực quá yếu và lại bị game thủ Linda chém luôn. Vì vậy anh hơi tù. Vâng, Tom Summer. Chúng ta cùng xem Tiểu Bạch Long giờ này anh đang ngụm đặt ở đâu rồi. Vâng, vẫn đang bị pờ. Vâng, Tiểu Bạch Long quyết rồi, tỷ số là 2-1 cho team Hà Nội. Vâng, Persian còn rất to. Roman per hit. Vâng, màu 2 là Hitty Minoan nữa. Vâng, trận này thì rõ ràng dummy không thành công. Dummy Hitty là một việc rất khó. Chúng ta sẽ đến với tỷ số là 2-1 nghiêng về team Hà Nội.